Gì hả? Nay mang về thả thằng Thái, không biết cháu Hoàng Khôi không nữa. Ôi trời ơi. Anh thì nhà lúc mê lúc tỉnh, nhỏ em giữ cho anh. Giờ không biết gì chứ, không nhúc nhích gì nổi. Thở không nổi, tổ nước không chạy nữa. Hôm chị tóc xuống đây thì muốn nín thở. Rồi hồi sức lại, bây giờ thở bằng máy chồng. Rồi rồi, chút xíu nữa em chạy về. Em gặp chị ở bệnh viện Cà Mau ha. Đi vô thằng ống thở máy, gì muốn xỉu không mà. Hôm vậy ông cho thì người ta cho về luôn rồi đó. Bác đi cho hay là nó tắt thở lúc nào không biết. Là khó mình chị đây á, chạy thẳng không chịu nổi không. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là một cái bệnh viện đa khoa của tỉnh Cà Mau các bạn. Và ngày hôm nay thì sở dĩ Bùi Hồ có mặt tại chỗ này vì em Tú, một cô gái xinh đẹp mắc bệnh lạ ngay tại Cà Mau, sau khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ các nhà thì sinh sống một thời gian. Hiện nay em đang gặp một cái tình trạng nguy kịch và đang nằm trong khoa cấp cứu. Và chị Dứa có điện cho Bùi Hồ và khóc một cách rất là nghẹn ngào. Chị nói là Tú đã ngưng thở và đang nằm trong phòng hồi sức. Và để hiểu, để biết thêm về tình hình bệnh của Tú thì mời cô bác quý anh chị cùng nghe chị Dứa tâm sự cũng như là những cái thước phim về Tú hiện tại ở trong cái phòng hồi sức. Hay cô bác quý anh chị. Chào chị ha. Chào em. Chào chị. Chào. Dạ, hôm nay thấy mắt khóc hôm giờ. Em giờ đâu có biết nữa đâu Vân. Hôm giờ chị không có trời. Tú sao chị? Em hôn mê. Chứ tất cả ma 3 ngày bác sĩ không đưa đi chứ. Cái đưa chị về nhà. Dạ cái chị thấy sao mà em nín thinh lúc sữa nó không nuốt luôn. Cái thấy mông tay nó tím hết trơn. Cái chị nói gì để em mệt rồi. Nó khò khe nó thở không nổi. Cái chị bốc chị đi như này thì tim nó gần ngừng đập mà. Đi vô thọt ống thở máy gì muốn xỉu mà. Hôm vậy ông cho thì người ta cho về luôn rồi đó. Chị không cho thở máy là người ta đem về nhà luôn rồi đó. Chứ nó đâu cho nằm đâu, bị nó ngực nó gần tim ngừng đập. Dạ, ngừng đập luôn. Trời ơi nhỏ, phải chi biết nói chuyện đó, nói mình cũng đỡ này, không biết nói gì vậy chứ hỏi con đau đâu nào. Ở nhà bữa trước chưa mê đó. Hỏi con đau ở đâu con? Cái chị đau con đau ở đâu? Bây giờ bác sĩ cho em chút xíu nữa là kia giấy đó, đi chạy thẳng cho nó. Rồi nó bị phổi, nó bị viêm phổi nặng lắm. Thế hồi đó cái phổi nó nguyên hai miếng phổi mà trắng một bên, phần nửa cũng đều trắng, phần nửa bên phổi. Mấy bữa chở chợ là chị lao mình không, chị không dám tắm em luôn đó. Em chị thấy em yếu á, nằm rồi nó khò khe rồi chị thấy. Chị không dám tắm luôn, chị lao mình không bị gì đó. Tú nhập viện được mấy ngày rồi chị? Mới hôm hôm à. Có nghĩa là ở dưới chị tính đầu bệnh nhẹ thì đi lại bác sĩ dặn chích chích được, nhưng mà sau đó thì bằng tay đầu tím thôi chuyển lên đây. Móng tay tím, đầu tay cũng dọa đầu em tím hết trơn. Rồi lên đây thì là ngưng thở luôn. Ừ, miễn chị không cho thọt ống máy thở là bác sĩ kêu trở về tháo bao tay. Chị ngập ngừng, chị không cho thở ở trên bệnh viện Chợ Rẫy, chị không cho thở mà chị không cho đút ống. Em sợ tội với em, tội nghiệp nó không biết nói gì hết. Mình biết nói, mình nói chuyện được, còn nó không biết nói gì hết. Nó chỉ khóc không mà. Cái chị ngập ngừng là bác sĩ nó ngập ngừng đi. Miệng không cho đút ống, đút máy thở để đem về. Trên cái ngực nó cứng hết trơn rồi. Cái hiện nay tình hình? Nín ninh gì đó. Kêu con mở mắt, con giờ mẹ miếng con. Không, không nhít không gì hết. Không biết tình hình nó sao chứ không biết. Bác sĩ không cho đi, chiều chị còn chở đi nữa mà. Chở đi bác sĩ ngang xã mình, gần xã Thất Văn đó. Ổng còn cho hai liều thuốc chị uống, ổng kêu chị về đỡ nó lên, đấm lưng nó tan đàm, nó đỡ bớt không có sao hết trơn. Chị về chị thấy cháu gì là chị bốc chị đi liền đó. Rồi hôm trước hay là chị có đi buôn bán gì không? Có, em mới bệnh 3 bữa, chị nghỉ 3 bữa. Ngày nào chị cũng đi chứ không ngày nào chị nghỉ. Nghỉ 3 bữa nay
bên đây là 4 người. Tình hình của anh sao rồi? Anh thì cũng nặng luôn. Lúc mê lúc tỉnh kêu chị bằng chê, bằng chị với bằng mẹ không mà không biết. Kêu bằng gì? Bằng mẹ với bằng chị không mà không biết vợ là ai. Vậy chị đút cơm cho ông ăn, hỏi ai đút với mẹ đút. Họ ăn rồi hỏi mẹ đâu rồi, mẹ có ông đâu rồi ông, mẹ nằm ở trong á, hỏi vợ đâu rồi, vợ đi bán cái số chưa có về. Biết vợ đi bán cái số? Biết vợ đi bán cái số với con luôn mà chưa có về. Em không biết giờ gì không biết, sao nó có gì không biết chuyện làm sao. Mắt nó không còn chớp nhí gì hết vậy. Ông cứ nằm chỗ, sáng cho em, mượn cho em thì cho anh đút cho ông ăn rồi. Rồi đóng cửa phá lại trong nhà, ông đi đâu có được. Ăn uống lên cũng không được luôn nữa. Chồng thì lúc mê lúc tỉnh, con thì nằm bệnh viện cấp cứu, không biết thời gian tới sao. Bây giờ nghe chị nói như vậy là tình hình này rất là nguy kịch. Bác sĩ cho hay là nó tắt thở lúc nào không biết. Là có mình chị đây á, chạy thẳng không có chịu nổi không. Qua giờ có ăn uống gì chưa chị? Không, ba này không ăn gì chưa. Ăn gì nổi, ngồi không. Thì con ơi, con mở mắt cho mẹ cái con. Con minh thân nó không que, không có gì hết trơn. Giật con mắt con gì, con mắt con không có nháy, không gì hết trơn. Nó minh thân luôn. Bác sĩ kêu lên chút lại cái giấy đi. Ăn đi vô chạy lọc thận nữa. Nó bệnh nhiều, nó mới nhiều chứng bệnh đó. Tại vì nó nằm lâu quá rồi làm cho nó biến chứng. Nghe chị nói mà anh em muốn khóc luôn. Mới niềm vui chưa được bao lâu hết trơn. Mới con tháng mấy. Kêu con ơi, con ạ, con tỉnh lại đi, con về với mẹ đi. Mẹ mà mẹ nuôi con với cha. Muốn ăn nghèo với cái gì mua. Cái gì á, thấy lạ là mua cho con với chồng ăn. Không có thiếu gì hết trơn. Chị nói em nghe gì đó, mua hết trơn à. Mà nó còn không sống nổi với mình. Cha nó lúc mơ lúc tỉnh gì mà biết con gái mình kêu bằng cái vàng không mà không quên gì hết trơn. Kêu bằng mẹ bằng chị không, không có nhớ vợ, biết vợ đó nó số chứ không biết. Không biết vợ mặt không có biết. Cực khổ như thế nào cũng chịu hả chị ha. Nghe thấy chị mưa gió gì chị cũng đi chứ không nghỉ một ngày nào chứ, trừ cái em bệnh này. Bệnh 3 bữa, bữa nay 4 bữa, chị nghỉ 4 bữa đúng. Cái bữa đó sáng, chị chở nó đi, có một khúc đường à. Tự nhiên phát nó dậy quá, trời nó dậy luôn vậy đó. Nó khò khe, cái chị đi quay về. Chị đi quay về, chị mới đi chích cho nó. Chị ghé bác sĩ liền lúc đó luôn, lấy thuốc cho nó uống. Rồi uống rồi cái chị mới, nó ngủ không mà chút xíu, cái chị mới đi bán. Chị bán xong một chiều, chị mới chở đi bác sĩ. Là bác sĩ nó chích 2 ngày cho nó. Ông bác sĩ Đạt ở trên Tắc Văn, ông không nói gì chứ, ông qua chợ là ông bác sĩ Quân, ông cũng không nói gì hết. Rồi mà bây giờ hiện nay á, là Tú có bảo hiểm y tế gì không? Có. Thế nào vậy? Thế nào dài ngoài danh mục thì mình bờ ngoài danh mục này nữa, khi mình đào được ứng tạm ứng này, ông Tú có bảo hiểm. Thời gian qua chị bán số được không? Bán ít lại em, bán nhiều đâu có được đâu. Tại vì bán nhiều bỏ anh ở nhà không có được, đi đi trễ, sợ nắng, chưa em. Sáng hồi lần hồi lo có ơn Cẩm Tú, giờ lo tới 2 cha con. Chị 7 giờ mấy chị mới đi đó, một lần 7 giờ mấy chị về rồi. Bây giờ 7 giờ mấy chị mới đi. Lấy được có 200 vé, một lần lấy 200 mấy chục vé, chị về còn 200 vé. Nè uống miếng nước cho đi chị, cho nó có đường nó bầu bổ sung. Bổ sung vô. Chị tăng huyết áp rồi, bữa trước chị ối, chị muốn xỉu rồi. Cái chị là bác sĩ. Chị ối, chị nằm mới gắn buồn về. Mượn nhỏ em xuống, sợ trễ, Tú khóc, chị mới gắn buồn về.
chị... bác sĩ không cho về, chị cũng dẫn về luôn nữa. Chị đang bị bị rối loạn tiền đình, rồi bị tăng huyết áp, có lẽ tiền đình huyết áp lên tới 18. Còn bây giờ hiện nay anh là ai chăm? Đóng cửa bỏ trong nhà. Anh đóng cửa bỏ nhà hả? Đóng cửa bỏ trong nhà. Ai có lợi thì nhờ chị Tư bên nhà với chị Tí Linh á mở cửa cái giùm, rồi canh đóng cửa lại giùm. Rồi ăn uống sao? Ăn sáng con nhỏ em đút ăn rồi nó mới xuống, mới xuống. Bây giờ anh là phải đút ăn mới được. Đút ăn, ăn không có được. Rồi chờ nhờ chị Linh chiều mượn nhỏ cháo nhỏ nhỏ qua đút cho ông ăn giùm. Mở cửa đút ăn giùm chị phá gửi hai bên nhà. Hiện nay vẫn còn tiền mà đúng không? Còn em. Dạ. Bác sĩ có kêu đóng viện phí đồ bao nhiêu chưa? Chưa, sáng vô cấp cứu chưa gì hết. Chưa giấy tờ gì đóng chưa viện phí. Chưa giấy tờ chứ chị đâu, chị khóc không còn nhỏ em ấy, nó mới xuống nó đợp đó. Nó về lúc cho ăn nó mới xuống. Bây giờ tiền bạc thì chắc có thể đủ đúng không? Hôm nay tụi em nghe cái tin này rất là buồn và rất là xót. Đồng cảm với chị. Tình mẫu tử mà. Thấy con mình vậy đâu ai chịu của đằng. Chỉ là ở trong cái ranh giới của sự sinh tử đó. Thành thử là nặng người lắm. Chị nói mà anh em mình cũng mũi lòng luôn. Chị biết là ở đây an ủi cho chị nè. Cố lên chị. Chị không biết sao. Niềm vui chưa được bao lâu hết á. Thì lại nhà ông bà cho nó qua khỏi. Chị có thắp nhang niệm Phật được không? Kêu á, nhỏ em về á, giống cúng giái, chị ngồi chị giái chứ đâu thắp nhang đâu được đâu. Chị ngồi trong cấp cứu chị giái. Ông nhà điện thoại, ông đâu bấm được nghe được gì đó, ông không biết gì hết. Không biết cô giờ cô dắt gì hết. Ban ngày nó ban đêm nó ban ngày bò hoài luôn gì đó. Bò sáng rồi tắm rửa thì đặng ra đi bán, ăn đặng đi bán. Ông sợ chị đi bỏ sáng không ai tắm cho ông ăn á. Rồi ông cứ nửa đêm ông bò ra không à. Ông đêm bò ra biết nhiêu lần. Mới có một đêm mà thấy chị từ tỉ hành động ha. Đúng rồi. Nỗi đau lại trầm chắc nỗi đau. Không, chị nói chị chết được, chị chết được. Học nguyên cái ống vô hồng với em. Trời ơi trời, với chị mới hồng vô. Dập môi nó dương nhỏ nè. Nó cắn răng nó dập hết trơn, đè cái đứa cây nó xuống dập môi hết trơn. Đại Tú còn có cái triệu chứng là bị giật nữa. Nó giật đó rồi nó nghiến răng lại. Và thành thử là khi mà học cái ống vô họng mà nói với người bình thường á là không sao, nhưng mà đối với những dập môi, mà dập môi hết trơn rất là nguy hiểm luôn. Nó dập hết trơn. Chị ôm chị sợ nó thọc vô không được, chết ăn ôm luôn. Tại vì nó yếu mà. Chị làm gì làm không phải, em biết là ở trong cái tình thế này ít ai giữ được bình tĩnh lắm, xúc động lắm, nên nhưng mà chị là trụ cột ở trong nhà ở thời điểm hiện tại. Cố lên nha chị. Cũng may là cũng được mạnh thường quân giúp đỡ kịp thời, có được ngôi nhà, bây giờ có được cái tiền cũng còn được. Thành thử phần đó chị không có lo lắng cái phần đó. Và chắc có lẽ là thời gian tới thì chị cũng sẽ, nếu như mà Tú về được á, chị cũng sẽ ngưng bán thời gian. Đúng rồi. Để chăm sóc hai cho hai. Chị có đi chắc chị cho nó ăn cái gì ngủ buổi đó, rồi chị đi bán buổi sáng và buổi tối à. Chứ chị không đi hai buổi nữa. Cũng mừng, cũng có bỏ em ở nhà tôi nghiệp. Thấy chị như vậy á, không có ở nhà nghỉ mà lo kiếm đồng tiền để nuôi chồng nuôi con của mình, thấy cũng mừng. Đâu đủ đâu đâu em. Nó giờ tăng lên tả sữa không một đêm biết nhiêu tiền nữa. Một đêm uống ba bốn bịch sữa, vài ba hai ba bịch tả. Cũng không đủ đâu, đâu chứ người gán đi, bươn chải đi, vẫn sống với vợ, biết làm sao giờ. Dạ. 200 vé số thì lại có 200 ngàn, đổ xăng hết mấy chục ngàn. Còn cái nào cho thì mình tích lũy để đề phòng lúc bệnh hoạn. Đúng mà, nào không đủ mình lấy ra thêm chứ giờ, chị cũng không biết nói sao. Bây giờ thì dù sao đi nữa thì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, thì chị cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo các công việc sắp tới nữa nè. Mấy người kia đuổi chị đâu ra, chị nói cho tôi ở trong đây ra tôi chết liền, tôi không sống nổi. Chẳng là tôi thấy con tôi đau gì mà tôi sống. Chúng ta thấy cảnh như thế này mới thấy cuộc sống nó vô thường ha. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi,
không biết gì hết. Bây giờ chị đâu có tiền được bạc gì nữa. Thì cần con mình sống lại thì đi bán với số rồi cũng được nữa. Ngực nó cứng hết trơn rồi ông. Cho cha nó hay lúc nào không dám vô hay. Cho hai ông tung ra cửa, ông bỏ ông đi kiếm con rồi. Nói cha nó không có gọi. Nói cha nó không thương rồi. Con dữ lắm. Thương lắm. Nói cha nó không gọi, đi chợ gãy đi đâu, ông không đi theo, ông không bỏ. Cô bác quý vị nhớ mà một lần mà Bùi Hồ á đưa em Tú đi lên Trà Vinh trị bệnh á, là anh đứng trước tường mẹ Quan Âm, anh nói mẹ Quan Âm trái cho con của anh hết bệnh, phù hộ cỡ nào cũng bỏ con, cỡ nào cũng bỏ con. Tự nhiên nghe nói khúc này tự nhiên cái buổi lòng muốn khóc nè. Không biết điện ai, chị cũng không biết điện ai, ai biết chị đang biết, chị ơi bấm độ chị điện chứ không biết điện ai. Là tối khuya là hình như là 12 giờ mấy chị gọi cho Bùi Hồ. Đúng rồi, lúc đó em đang mệt luôn đó. Đang sơ cứu cho em luôn. Lúc đó thì Bùi Hồ với anh Một Đồng đang ở Trần Văn Thời, Sông Đốc á. Lúc đó anh đọc cho em cái cảm xúc của anh giờ như thế nào. Bây giờ thì anh cũng hơi một phần thấy chị xúc động thì anh cũng xúc động theo. Cảm giác bây giờ thì anh cũng khó nói quá, không biết nói như thế nào. Sợ mới chạy thẳng nó chịu nổi không? Lọc máu. Tại vì bây giờ Tú đang bị hôn mê rồi. Đang mê nó, rồi phổi nó viêm phổi nặng nữa. Rồi đây lọc máu biết nó chịu nổi hay không? Hôm qua là tim có dấu hiệu ngừng đập rồi. Thời gian tới thì chắc có lẽ là chị Dứa sẽ còn khá là nhiều cái công việc để mà lo từ cái việc anh Thích bị bệnh lúc quên lúc nhớ đến việc Tú phải nằm viện. Nếu như mà có may mắn được một phép nào đó thì Tú xuất viện ra về á, thì chị cũng phải ở nhà chăm rất là lâu và phải tốn khá là nhiều tiền từ cái việc tả rồi sữa rồi dầu vỏ xanh sức này kia đó. Thì thông tin với cô bác anh chị ngày hôm nay có dịp trở về lại Cà Mau này thì may là cũng nhận được một cái tin này khá là buồn và muốn chia sẻ đến cô bác anh chị. Cô bác anh chị mà có muốn ủng hộ á thì cho chị á thì có thể liên hệ đến số điện thoại qua màn hình đến chị, hoặc là có thể chuyển khoản trực tiếp vào cái số tài khoản của chị ha. Thì Bùi Hồ và anh Một Đồng đọc cái đây là cái số điện thoại của chị nè, 083 9255 401. Một lần nữa cô bác anh chị, 083 9255 401. Bên anh Một Đồng thấy không? Thấy rồi. Dạ, đây là số điện thoại của mẹ của Tú là chị Dứa. Cô bác anh chị có thể gọi điện trực tiếp để hỏi thăm sức khỏe tình hình của chị. Và sau cái clip này anh em cũng sẽ đăng lên liền và có thể gửi chuyển khoản qua cái số tài khoản mà các anh em sẽ để ghi ở cái phần bình luận á, để cho cô bác anh chị có thể gọi trực tiếp. Còn đoạn đường anh em cũng còn khá là xa và sau đoạn clip này thì các anh em cũng trở về lại Đồng Tháp rồi, thì có thể hỗ trợ trực tiếp qua chị. Chỗ biết cuộc đời thì nó vô thường lắm, nên là nữ là chúng ta còn chung tay nhau được lúc nào hay lúc đó, ít ra cũng cho thời gian tới cho chị vững tâm hơn. Có gì thì chị chuyển biến gì chị cứ điện cho anh em của tụi em hay nha. Ăn sáng nay 11 rưỡi chưa ăn uống gì luôn hả? Hôm giờ chị không ăn gì, từ chiều hôm qua tới giờ sáng qua luôn. Em bệnh gì đây chị không ăn gì hết. Bác sĩ cho ra được bao nhiêu phút chị? Không cho ra đâu, năn nỉ ra không cho nhỏ em vô đổi. Chị có điện thoại hay gì chị? Chị muốn để người kia, người chị ở trong kia gọi xem. Điện thoại hư không? Chờ không được. Điện thoại hư bắt không được luôn hả? Bắt tắt rồi ấy em mới được hư. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là anh em mình sẽ kết thúc đoạn clip ở tại đây. Ở những cái đoạn clip mà anh em mình chia sẻ trên màn hình á, ở đầu clip á, là do chị Dứa quay lại lúc mà Tú còn nằm ở trong bệnh viện. Thì không biết nói gì hơn nữa. Nghẹn em lời. Cũng không biết nói gì hơn luôn, nhưng mà xin cầu chúc cho gia đình của chị sẽ vượt qua trong lúc khó khăn này. Hy vọng là Tú được một phép màu nào đó, được mạnh khỏe lại để trở về lại gia đình. Chị cũng hy vọng gì, chị giá dữ lắm.
Nghe mẹ Quan Âm Bồ Tát phổ độ cho con mình chứ giờ chị. Bác sĩ thấy rồi ở nhà chuẩn bị tinh thần. Nhưng mấy người chị đâu có nhớ tới em đâu. Mấy người đó hỏi chị đi có lên YouTube nè, sao không điện mấy người nó lại quay. Chị nó ở xa lắm, anh ta kêu điện lại đi rồi nó có lại không. Biết chị thông qua YouTube hả? Biết, mấy người trong viện biết, nhìn biết. Thôi uống miếng nước đi chị. Chắc có lẽ anh em mình sẽ kết thúc clip để nhắc lại cái câu chuyện. Thì chị sẽ khóc nữa. Và cho chị giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm sóc bé Tú nữa ha. Dạ. Rồi em sẽ để số điện thoại của chị trên màn hình. Ai có giúp đỡ cho chị hay như thế nào đó thì cũng mong một cái màu nào đó sẽ đến với Tú nha chị ha.